Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng Trâm, đến từ Anh Ngữ Miss Hoa. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 lý do tại sao chúng ta nên học tiếng Anh vào đầu năm các bạn nhé. Ok, let's get started. Lý do đầu tiên đó là tiền bạc rủng rỉnh. Vậy thì các bạn có biết là 12 năm về trước, tỷ phú của thế giới là ai không nhỉ? Đó chính là ông Warren Buffett. Và ông ấy có một câu nói mà mình rất là tâm đắc, đó chính là "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn." Thật ra thì mỗi người có một cách tiêu tiền khác nhau. Tuy nhiên theo bản thân mình thì cách tiêu tiền mà thông minh nhất đó chính là đầu tư vào việc học. Bởi vì đầu tư vào bản thân thì sẽ không bao giờ bị lỗ, đúng không các bạn? Vậy thì mình đố các bạn nhé, đó là khoảng thời gian nào trong năm sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta rủng rỉnh tiền bạc nhất nhỉ? Yes, đó chính là Tết, phải không nào? Vậy thì mình hy vọng rằng ngay từ đầu năm 2020 này, tất cả các bạn nên cân nhắc để mà đầu tư vào việc học cho chính bản thân mình các bạn nhé. Lý do thứ hai đó là ra trường đúng hạn. Hầu hết đa số các trường đại học đều tổ chức lễ tốt nghiệp từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Vậy thì nếu chúng ta đang là sinh viên thì chúng ta đều biết bằng TOEIC là một điều kiện cần để mà các bạn hoàn thành hồ sơ ra trường, phải không nào? Vậy thì mình thấy có rất nhiều bạn, các bạn đợi nước đến chân thì mới nhảy, cho nên là vẫn chưa ra trường kịp, bị trường giữ bằng là bởi vì chưa có bằng tiếng Anh. Vậy cho nên ngay từ đầu năm mới này, chúng ta hãy lập một kế hoạch thật cụ thể cho bản thân và trau dồi tiếng Anh các bạn nhé. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì việc học tiếng Anh sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Vì vậy nếu các bạn không chuẩn bị sớm thì sẽ không kịp bằng ra trường đâu. Cho nên là hãy nhanh chân lên các bạn nhé. Xưa thì các cụ hay dặn chúng ta rằng là ngày Tết chúng ta thì không nên làm gì nhờ. Chúng ta không nên quét nhà, không nên cắt móng tay nè, không nên cho người khác lửa hay là nước. Bởi vì tất cả những thứ này sẽ đem lại những sự không may cho gia đình của chúng ta. Vậy thì thay vào đó, chúng ta hãy làm một thứ gì đó khác mang tới may mắn cho bản thân mình. Mình lấy ví dụ cho các bạn nha, chúng ta có thể khai bút đầu xuân chẳng hạn. Nếu chúng ta khai bút đầu xuân thì có thể đem lại động lực cho cả một năm mới học tập. Và chúng ta có thể thi đâu đậu đó chẳng hạn. Và lý do thứ tư đó chính là chuẩn bị cho một công việc tốt hơn. Có một sự thật đó là sau Tết thì thị trường lao động thường rất là sôi động, bởi vì người người nhà nhà đi tìm việc các bạn. Rồi, vậy thì để mà chuẩn bị cho một tấm bằng CV thật là hoàn chỉnh, thật là đắt giá, thì bằng ngoại ngữ hay cụ thể hơn là TOEIC là một điều kiện cần các bạn nhé. Và cần ở đây là bao nhiêu điểm nhỉ? Ít nhất là 700 hay là 800, được không nào? Vậy thì ngay từ bây giờ các bạn phải chuẩn bị cho bản thân mình học hỏi ngay từ đầu năm. Và thêm một điều nữa đó là việc giỏi ngoại ngữ thì còn giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình phỏng vấn nè, hay là làm công việc sau này nữa. Và còn một điều nhỏ tí xíu mình muốn bật mí cho các bạn, đó là nếu các bạn giỏi ngoại ngữ hay là có bằng TOEIC thì việc điêu một mức lương cao là hoàn toàn có thể các bạn nhé. Và lý do cuối cùng đó chính là lì xì đầu năm. Vậy thì đầu năm là khoảng thời gian mà mọi người thường gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Và trung tâm Anh Ngữ Miss Hoa cũng vậy. Đầu năm mới này thì trung tâm Anh Ngữ Miss Hoa hy vọng rằng tất cả học viên đều có thể đạt được kỳ vọng về ngoại ngữ của mình thật sớm, được không nào? Vậy thì đầu năm mới này trung tâm Anh Ngữ Miss Hoa gửi tặng cho các bạn một món lì xì siêu to khổng lồ. Đó chính là một học bổng trị giá 1 triệu cùng với một bộ sách tiếng Anh bao gồm 4 kỹ năng được biên soạn bởi chính Miss Hoa. Vậy thì đó là 5 lý do mà mình nghĩ rằng chúng ta nên học tiếng Anh từ đầu năm. Vậy thì nếu các bạn có bất kỳ lý do nào muốn bổ sung cho mình thì các bạn có thể comment ở dưới nhé. Vậy thì nhân dịp đầu năm mới này, mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thank you for watching and see you around. Happy New Year! Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.